Hello my friends, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì đợt vừa rồi mình có mua hơn 2 triệu tiền mỹ phẩm nội địa Trung. Bởi vì mình thấy bây giờ sản phẩm nội địa Trung làm rất là đẹp luôn ý. Rất là nhiều sản phẩm luôn mọi người ạ. Và bây giờ mình rất là háo hức để có thể cùng unboxing với mọi người. Thì ok, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau vào video luôn nhá. Ở trước mặt mình bây giờ có rất nhiều sản phẩm luôn mọi người ạ. Và mình cũng không biết là bắt đầu từ đâu. Thì thôi, mình sẽ lấy từ cái sản phẩm to nhất luôn nhá. Đầu tiên thì mình sẽ có một cái lọ foundation, lọ kem nền của hãng Keller. Mình không biết đọc tên chính xác như thế nào nữa. Về cái vỏ giấy thì mình thấy họ làm khá là chắc chắn đấy mọi người ạ. Để mở xem bên trong nó như thế nào. Đây. Rất là đẹp luôn nha mọi người ơi. Ở trong đây thì nó còn có một cái gương nữa này. Mọi người có thể kiểu soi luôn ý. Mình không biết là đã có cái hãng nào họ làm ra cái thiết kế này chưa, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình thấy một cái lọ kem nền nó thiết kế kiểu này ý. Trông nó khá là xịn sò, cầm cũng khá là nặng tay, nó không kiểu bị quá bé. Và cái tông mình mua là tông H02. Cái tông này là cái tông tự nhiên mọi người ạ. Hình như là còn một cái tông H01 là dành cho những bạn nào kiểu da trắng hơn ý. Ở đây thì nó sẽ có một cái vòi băm nha mọi người. Thì mình sẽ thử băm ra cái lọ này xem như thế nào. Đây mọi người ạ. Đấy. Đây, mình vừa thử cái kem nền này ra tay mọi người ạ. Và mình thấy thì nó khá là trùng với cả da mặt của mình ấy. Ban đầu mình mua về thì mình cứ sợ nó bị trắng quá. Bởi vì những cái kem nền hay là cushion của nội địa Trung bình thường nó khá là trắng ấy mọi người. Nhưng mà cái tông mình mua thì nó khá là tiệp vào da của mình nha. Hôm nào thì mình sẽ quay một cái video make up, mình sẽ review chi tiết hơn cho mọi người về cái bạn này nhá. Và mình thấy ở đây họ thiết kế một cái chỗ pump kem nền da nó có lõm một phần ý. Nên khi mà mọi người đóng vào này, mọi người mở ra thì cái kem nền nó cũng không dính vào gương. Mình thấy điểm này khá là ok luôn mọi người ạ. Và nếu như mọi người nhìn sơ qua kem nền này, mọi người không đọc cái tiêu đề này thì mình nghĩ mọi người cũng tưởng đây là một cái kem nền kiểu high end đúng không? Mà mình thấy giá của bạn kem nền này khá là rẻ luôn ý. Để mình xem nào. Mình vừa mới check lại giá thì mọi người biết cái bạn kem nền này có giá bao nhiêu? 99.000 mọi người ạ. Một cái giá quá rẻ luôn ý. Mà bạn này có dung tích lên tận 30ml. Và mình nghĩ là sử dụng bạn này cũng khá là lâu mới hết ý. Tiếp theo thì mình sẽ có một cái dòng son đến từ hãng Yoyxi. Mình thấy hãng này khá là có tiếng ở bên Trung Quốc và có rất là nhiều bạn đã review về cái hãng này rồi. Về phần vỏ hộp thì rất là có thiện cảm nha mọi người ơi. Bởi vì cái vỏ hộp nó rất là đẹp luôn rồi ấy. Mọi người thấy nó óng ánh không? Vì cái bạn này thì mọi người sẽ mở ra bằng cái dây nha, chứ không phải là mở hộp như bình thường. Ôi trời ơi, rất là đẹp luôn mọi người ơi. Mình vừa đi bật thêm cái đèn mọi người ạ, bởi vì quay kia thì nó hơi bị bóng ý. Đây, cho mọi người xem về cái phần thiết kế của bạn này thì mình thấy cái size của nó sẽ to hơn mặt bằng chung những cái thỏi son khác ý. Và cầm nó cũng khá là nặng tay luôn. Và về cái phần thiết kế thì mình thấy nó khá là đẹp luôn ý. Hình như ở đây là lần đầu tiên mình thấy một cái thiết kế nó kiểu lạ lạ như thế này. Không biết là khi mà lên video thì mọi người có thấy hết được cái vẻ đẹp của em này không ý. Nhưng mà nhìn ở ngoài nó đẹp cực kỳ luôn. Và mình nghĩ là cái thiết kế này mà quay ở dưới nắng thì nó sẽ đẹp hơn. Có lẽ là ngày mai thì mình sẽ quay thêm một cái phần về thiết kế cho mọi người. Mình sẽ ghép ở cái phần khung bên này cho mọi người xem nhá. Còn về màu son thì mình mua màu M01. Để xem nào. Thật sự, cho mọi người xem. Đẹp chưa? Đây là một cái màu nó kiểu MLBB mà nó nghiêng nhiều về tông nâu ấy mọi người. Có một chút cam nữa, nhưng mà tông nâu đất thì sẽ nhiều hơn. Dạng này thì mình rất là thích những cái tông màu MLBB mà nó kiểu thiên về nút như thế này. Ôi đẹp quá. Mình rất là háo hức để có thể xoát em này lên môi. Nhưng mà đây là video unboxing thôi, nên là mình sẽ cố gắng quay review em này thật sớm để cho mọi người mua nhá. Nhưng mà đẹp lắm mọi người ạ. Chất son thì mình thấy khá là mướt luôn. Đánh lên thì nó không bị bột, nó như kiểu một cái chất son velvet ý. Duyệt nha. Hai món đầu mua là không bị fail và thích rồi đấy mọi người ạ. Một cái sản phẩm đến từ nhà Gogotel. Em này thì là một cái mọi người có thể đánh má và đánh mắt luôn ý. Thiết kế của nhà Gogotel thì mình thấy nó luôn một cái thiết kế nó kiểu lì lì như thế này. Em này thì khá là nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh thôi. Màu mình mua là màu 102 nha mọi người. Mình
cái màu này khi mà xoát ra tay thì nó sẽ hơi nghiêng về nút, và mình thấy nó hơi bị bợt quá ấy. Lên video mình đang quay buổi tối thì chắc là màu của mọi người xem nó sẽ không được chuẩn nhất đâu, nhưng mà nhìn ở ngoài thì mình thấy nó hơi bợt mọi người ạ. Mình không biết là lên má thì nó sẽ như thế nào. Bây giờ má của mình đã phủ phấn rồi, mà cái này là nó ở dạng kem ấy, nếu như mọi người phủ phấn rồi mọi người đánh thì nó sẽ bị bết. Nên là chắc là mọi hẹn mọi người một video sau nha. Nhưng mà mới xoát ra tay thì mình thấy nó hơi bị bợt quá ấy. Không biết là lên mặt nó như thế nào thôi. Tiếp theo thì mình có một cái sản phẩm gì đấy của nhà Mafic, mình không nhớ mình mua cái gì nữa mọi người ạ, mình mua nhiều lắm luôn. À, đây là mình mua một cái lọ nhũ mắt nha mọi người. Để mình xem nào. Ui, cũng được đấy mọi người ạ. Ban đầu khi mà nhìn ở cái vỏ hộp này thì mình thấy nó bị cam quá, và mình nghĩ là lên mắt thì nó sẽ mình không thích ấy. Nhưng mà đây, cho mọi người xem, không biết là lên video mọi người có thấy rõ không nữa. Nhưng mà ngoài nó, lúc mà mọi người tán ra ấy, thì nó sẽ đẹp hơn. Đây, nó kiểu bling bling ấy, đúng cái màu nhũ mình đang tìm luôn. Nó không bị cam quá như là cái ở cái hộp đó, ở cái vỏ này đâu. Ở ngoài mọi người tán ra rất là xinh luôn. Nhưng mà trên video thì mình nghĩ là mọi người quay buổi tối mọi người sẽ không thấy rõ lắm đâu. Nhưng mà ngoài thì nó bling bling đẹp lắm luôn ấy mọi người ạ. Tiếp theo thì mình sẽ có một cái hộp, đây là hộp phấn phủ của nhà Novo. Mình nghĩ là những bạn nào mà còn học sinh sinh viên ý, nhất là những bạn nữ thì chắc là mọi người sẽ thích cái thiết kế này. Thực ra mình mua cái thiết kế này bởi vì mình nghĩ là nhiều bạn sẽ thích thôi, chứ mình cũng không thích những cái thiết kế nó quá trẻ con như thế này ý mọi người. Nhưng mà mình nghĩ bạn nào bạn nữ thì chắc mọi người sẽ thích. Đây, ở cái vỏ hộp này thì mình thấy cũng khá là xinh luôn, tông hồng baby nha. Bạn nào mà kiểu tiểu thư thì chắc là mọi người sẽ thích cái thiết kế này. Màu này mình mua là cái phấn phủ màu trắng mọi người ạ. Và cái này là mình liên tưởng đến một cái phấn phủ của hãng gì, của hàng ấy nhỉ? À, của Innisfree. Và mình thấy nó về phần thiết kế này, cái hộp bột ở bên trong thì nó cũng khá là giống. Bông này thì mình thấy nó cũng khá là mềm nha, không có gì hết. Tiếp theo thì sẽ là một dòng son mình thấy cũng khá là ấn tượng với hãng này. Bởi vì mình mua cái dòng son này thì cũng khá là đắt đấy mọi người ạ. Mình mua hơn 200 nghìn một cái thỏi này cơ. Khi mà mua về thì nó sẽ tách ra làm hai cái này nha mọi người. Mình nghĩ đây là cái đầu của cái dòng son này ấy. Ui, mở ra trong này thì sẽ có những cái hình hoạt hình mọi người ạ. Mình cứ tưởng đây là đầu mở cơ nhưng không phải. Đây, đầu mở mới là đầu ở trên này nha. Đây, thỏi son này thì khi mà mua về thì mình khá là bất ngờ. Bởi vì ở trên hình mình thấy nó khá là to ấy, nhưng mà mua ở ngoài thì nó cũng bé tí thôi ấy mọi người. Nó còn bé hơn cả cái thỏi gì đầu tiên mình vừa cho mọi người xem ấy. Còn đây thì chắc chắn là sẽ là cái đầu rồi. Nó bọc trong một cái vỏ nha mọi người. Như là mình có xem một số bạn review ấy, thì cái đầu này là người ta sẽ gửi ngẫu nhiên cho mọi người chứ không phải là mình được chọn ấy. Đấy, để xem mình được con gì. Mình được đầu con một tí mạnh ạ. Cái con này giống cái phim gì ngày xưa mình xem nhỉ? Robot trái cây đúng rồi, giống cái gì dâu ấy, giống cái gì nho ấy, nho xinh à? Nho xinh đúng rồi. Giống nho xinh mọi người ạ. Lắp vào thì nó sẽ như thế này nha mọi người. Trong cây son này thì mình thấy nó khá là dễ thương ấy, nhưng mà nhìn ở ngoài so với ảnh thì nó khá là bé mọi người ạ. Nên là mình vẫn đang rất là suy nghĩ không biết là nó có đáng tiền hay không. Để hôm nào mình soát, nếu như mà chất son ok thì được, nhưng mà với giá hơn 200 nghìn thì mình nghĩ là nó sẽ hơi cao quá. Màu mình mua là màu B01. Màu xinh nha. Màu này là một cái màu hồng đất lạnh, không bị quá đậm, kiểu MLBB. Mình thấy ở ngoài xinh hơn bởi vì mình đang quay buổi tối nên là cái màu trên camera nó hơi bị tươi quá thì phải. Nhưng mà ở ngoài nó xinh lắm mọi người ạ. Và chất son này thì là cái chất son Platin nha mọi người. Mình tán ra thì nó không bị bột nên là cũng khá là ok. Tiếp theo thì mình sẽ có một cái bằng mắt mình rất là mong chờ em này về luôn ấy mọi người. Thì đây là một hãng nội địa Trung tên là Flotte. Mình không biết đọc đúng như thế nào nữa. Thì cái hãng này mình đã có một cái video review cho mọi người về cái thỏi son con vịt ý. Rất là đáng yêu luôn. Thì cái thiết kế của hãng này mình thấy nó kiểu rất là kiểu cute ấy. Mình là một người không kiểu bị thu hút lắm với những cái đồ nó kiểu quá dễ thương. Nhưng mà nhìn cái thiết kế của hãng này mình không thể kìm lòng được. Mình nhìn một phát là mình đã phải mua ngay luôn rồi. Về cái vỏ giấy của hãng này thì nó cũng khá là xinh luôn nha mọi người. Xinh luôn từ cái vỏ giấy luôn. Xong
mọi người xem bởi vì nó rất là đẹp. Đứng hình mất 5 giây chưa ạ? Quá là đẹp luôn. Ui mọi người ơi, ui mọi người nhìn đi. Ui ui, mình thấy bạn nào mà xem cái video này mọi người mà cầm lòng được cái bằng mắt này thì mọi người. Đây, mở ra bên trong cho mọi người xem. Ở bên trong này thì họ có khắc mấy cái hình dễ thương luôn ở trên cái bằng mắt đấy mọi người. Ôi dồi ôi, đẹp như thế này thì sao mà lỡ dùng. Và mình mua cái tông này là cái tông bao nhiêu nhỉ? 104 mọi người ạ. Thì cái bằng này thì nó sẽ thiên về những cái tông khá là dễ dùng ý, như là cam đào này, cam đất này, những cái tông nâu ấm ý. Ví dụ thì mọi người có thể làm cái màu này này, cam đào làm lớp bay. Sau đấy mọi người nhấn thêm cái màu cam đất này ở đôi mắt này. Và những cái màu nâu đậm thì mọi người cũng có thể kẻ eyeliner rất là xinh luôn. Ở đây thì có một cái ô nhũ này cũng khá là dễ dùng này. Và mình rất là ấn tượng với cả cái ô nhũ này luôn. Cái ô nhũ này thì nó sẽ kiểu có hơi xanh xanh, có hơi tím tím ý. Đây, mình sẽ thử luôn một tí lên mắt xem nào. Trời ơi, nhũ mắt nó lên khá là ok này, nó khá là bling luôn. Mặc dù mình quay buổi tối nhá, mà mọi người đã thấy nó kiểu khá là ok như thế này rồi. Ui, đẹp quá. You so beautiful honey. Nói chung là cái bằng mắt này mình chấm 10 trên 10 luôn. Tiếp theo thì mình sẽ có một cái thỏi son đến từ hãng Novo. Hình như đây là son bóng ấy mọi người. Thiết kế khá là dễ thương nha, kiểu hoa quả trái cây. Đây, mở ra cho mọi người xem. Ồ, dễ thương thật. Nó như kiểu một cái đồ uống ấy mọi người. Đây là vị bơ, nhưng mà bơ sao lại là màu tím nhỉ? Ờ, nhưng mà nếu như là màu xanh thì làm sao mình đánh được. Tớ xin lỗi cậu nhé, tớ vừa phát ngôn tớ đang ngu dốt. Thì bây giờ mình mở ra nha. Ủa? Ủa alo? Thì ra nó mở bằng cái ống hút mọi người ạ. Mình cứ sợ là mình mở mạnh quá thì cái ống hút nó bị gãy. Hóa ra nó mở bằng cái ống hút nha. Ôi dồi ôi. Đây, mình sẽ từ đến nay xem nào. Một cái màu kiểu tím mận ý mọi người. Tím tím mận mận. Không biết đánh lên môi như thế nào nhỉ. Mà đẹp ấy, màu ngoài đẹp ấy mọi người ạ. Mình như là hình như là cái cây son này mình nhớ không lầm là lúc mà mình xem ở trên cái ảnh soát của hãng ấy thì mình không thích lắm bởi vì mình thấy nó khá là không có màu nó đẹp ấy. Mà mình đây là mình thích cái thiết kế nên mình chọn bừa một màu nha. Nhưng mà ở ngoài thì nó ok hơn những gì mình nghĩ được nha mọi người. Tiếp theo thì sẽ là một hộp son đến từ hãng Von Ghe. Cái hãng này thì có một cái bạn follow mình, bạn ý gửi cho mình ấy, bạn ấy bảo là mình thử mua đi và mình thấy cái này rẻ lắm, hình như có mấy chục ấy mà được tận 5 thỏi cơ. Đây, nó in hình trên này, nó in hình một con gấu cũng khá là xinh đây này. Mình sẽ lấy một màu đại diện ra nha mọi người. Về cái phần thiết kế thì mình cảm thấy cầm nó rất là nhẹ tay luôn đấy mọi người ạ. Nhưng mà mình nghĩ là với giá rẻ thì thiết kế nhẹ tay nó là một điều rất là bình thường ấy. À, có một điểm nữa nha. Mọi người nhìn thấy cây son này không? Đấy, nó bị chống chống những cái chỗ này. Chính đó là họ bơm son nó rất là ít. Trong cái son này nó rất là ít ý. Và đây thì sẽ là chất son nào. Nó kiểu velvet nhưng mà nó cũng hơi blur blur một chút. Màu ok nha mọi người, tán ra thì được ạ. Đây, ở trên video camera thì mọi người sẽ thấy nó hơi tươi một tí. Nhưng mà ngoài nó ok hơn. Nói chung cây son này thì mình thấy nó cũng khá là dễ thương. Nếu như bạn nào mà kiểu còn là học sinh sinh viên, mọi người chưa có quá nhiều kinh phí thì mọi người cũng có thể tham khảo cái hộp son này. Tiếp theo thì mình sẽ có một dòng son đến từ hãng Julen hay Julen mình cũng không biết nữa. Cái dòng son này thì hôm trước mình có xem em biến soát màu khá đẹp nên là mình thử mua về một cây. Nhưng mà cái vỏ hộp thì khi mà người ta ship về cho mình thì nó hơi bị móp méo nha mọi người. Nhưng mà cây son bên trong khá là đẹp. Nó kiểu thiết kế một cái màu pastel hồng hồng, rất là xinh luôn. Cầm cũng khá là chắc tay nữa. Thơm. Ủa em này thơm à? Có mùi kiểu chocolate mọi người. Mọi người mở ra ôi. Ôi, màu xinh nha. Đây sẽ là một cái màu nâu hồng này. Dạo gần đây mình thấy có rất là nhiều bạn thích cái màu nâu hồng này giống mình ấy. Dạo đây mình cũng rất là thích cái màu này luôn. Bởi vì cái màu này nó dễ đánh. Mà nó, nếu như mọi người đánh kiểu một lớp trong lòng môi thì nó, thì mọi người cũng không cần make up quá nhiều, đánh trên mặt mộc cũng được luôn ý. Chất son thì khá là mềm mịn. Ồ được đấy. Được đấy, được đấy. Được nha mọi người ơi. Sao ngày mai thì mình sẽ cố gắng quay video soát này cho mọi người sớm để mọi người có thể mua nha. Và tiếp theo thì chúng mình sẽ có một cái thỏ son nữa đến từ cái hãng Lee Member. Mình cũng không nhớ là mình mua thỏi gì và màu gì nữa mọi người ạ. Nên là khi mà về thì mình thấy nó cũng hơi lạ lạ. Cái thiết kế của bạn này thì mình thấy nó
đơn giản lắm mọi người ạ. Đây, nó có in một cái dòng chữ nhỏ màu trắng ấy. Thế là lên camera chắc mọi người cũng không thấy gì đâu. Ui, tay mình hết chỗ bánh rồi. Săn bóng nha mọi người. Một cái màu hồng kiểu MLBB, nhưng mà cái màu này thì mình thấy nó khá là ít sắc đất ấy. Và mình nghĩ chắc cái màu này chỉ hợp với những bạn nào có da trắng thôi. Bây giờ thì mình sẽ có thêm một thỏi son nữa, đến từ hãng GoGoTel. Thỏi son này thì mình thấy trên Shopee kiểu lượt mua cũng khá là nhiều ấy, chắc là cũng ok thôi mọi người ạ. Đây, ở trên này thì nó có in hình một cái bông hoa. Thiết kế của GoTel thì mình thấy đa phần thì nó cũng khá là đơn giản thôi ấy. Son bóng. Mình cứ tưởng này là son lì cơ nhưng mà son bóng nha mọi người. Một cái màu đỏ. Màu đỏ đất, màu này thì mình thấy nó khá là giống với cả màu R702 của Color Key thì phải. Đây nha mọi người, màu khá là đẹp luôn. Tiếp theo thì mình sẽ có một thỏi son nữa đến từ nhà Holai. Chơi cái kiểu em này nhìn có thể nhìn được từ bên ngoài luôn ý. Bên ngoài mình thì mình thấy nó đã rất là đẹp rồi. Mấy cái này mở rất là khó luôn mọi người ơi, phải dùng kéo mới mở được. Đây, rất là đẹp luôn nha mọi người. Ở trên này thì nó ghi cái chữ gì đây? Hey, beautiful girl. Trời ơi, con nick người ta quá giả. Nhưng mà đẹp nha. Nhưng mà thích nha, I like it. Đây, màu đẹp nha. Màu đẹp nha mọi người. Màu mình mua là màu 407. Đây là một cái tông kiểu đỏ, có một tí hồng, có đất nữa. Đấy, nói chung là từ nãy đến giờ thì mình thấy chưa có một cái thỏi son nào quá fail cả. Kế tiếp thì chúng mình sẽ có một cái thỏi son nữa đến từ nhà Into You. Cái thiết kế của nhà Into You ý, thì mình thấy nó thường là những cái thiết kế nó kiểu bé bé, tròn tròn, xinh xinh. Đây, cái dòng son này thì mình không biết là nó là bóng hay lì nó. Để xem nào. À, son lì nha mọi người. Màu mình mua là màu N1. Nhìn ở ngoài thì màu này mình thấy nó hơi ngả tím một xíu, nhưng mà chắc là đánh lên môi thì nó cũng không quá xến đâu. Mình cứ tưởng là nó bị kiểu xến xến như là cái màu ở ngoài vỏ này cơ, nhưng mà màu ở trong thì xinh hơn nha mọi người. Mọi người ơi, mình định tắt máy quay lên rồi, nhưng mà vừa nãy mình có lướt lại cái shop đấy để mình xem lại màu ấy, thì mình thấy sau một hồi ngồi lại thì cái cây Into You nó set hẳn vào tay ấy, thì nó lại ngả về nhiều ảnh tím hơn. Nó giống cái màu C2 ảnh soát của hãng này hơn ý. Nhưng mà rõ ràng màu mình mua là màu N1, mà ở màu N1 thì nó là một cái màu hồng đất thiên về tông lạnh, nó đẹp hơn nhiều cô. Nhưng mà cái màu soát tay thì nó lại giống màu C2 hơn. Màu C2 nó bị ngả tím hơn ý. Nên là mọi người có thể cân nhắc nha. Tiếp theo thì chúng mình sẽ có một dòng son nữa đến từ hãng Turin. Cái hãng này thì dạo gần đây mình thấy rất là hot luôn ý, ở đâu rất là nhiều bạn review hãng này luôn. Và cái thiết kế của hãng này mình thấy làm cũng rất là dễ thương. Vỏ hộp xinh nha mọi người, có hình con này gọi là gì nhỉ? Con hạc hồng mà. Hạc hồng đúng không? Mình cũng không rõ nữa. Ui là trời. Thiết kế khá là xinh luôn nha mọi người, thiết kế bóng này. Cầm cũng khá là nặng tay luôn, ở trên đây nó in hình như cái con hình ở hộp ấy. Ôi xôi ôi, xinh quá. Màu này nó như kiểu là cái màu nâu đất đi mọi người. Nó giống cái màu của Lily Barrett, gần giống với cả màu của Lily Barrett màu 008 ấy. Nhưng mà xinh hơn, màu này như mình thấy xinh hơn ấy. Kiểu nó ít bị cái sắc tím ấy. Ta-da, trời ơi, đợt này mua nhiều thỏi son xinh quá luôn ý. Mình rất là mong đến ngày mai mình sẽ quay luôn. Đây, tiếp theo thì mình sẽ có một dòng son đến từ hãng Champagne gì đấy. Đây, cái vỏ của nó thì như kiểu một cái vỏ hộp bánh bình thường mọi người mua ở ngoài ấy. Ta-da, xinh chưa? Đây, nó như kiểu là một cái hộp bánh mứt ấy. Ui, dễ thương chưa mọi người? Gần đây thì mình thấy có rất là nhiều hãng họ làm kiểu son mà đựng vào trong cái hũ như thế này ấy. Và tất nhiên kiểu mọi người mua cái son dạng hũ như này thì hãng sẽ tặng kèm cho mọi người thêm một cái cọ son. Mình thấy cọ này thì nó cũng được. So với những cái cọ khác ở trước mình mua thì nó không quá mềm ý, nó hơi cứng một tí. Chất son ở những cái dạng hũ này ý, thì thường là những cái chất son nó thiên về kiểu platin ý mọi người. Thì khi mà đóng ở dạng hũ này ý, nó sẽ không bị kiểu chảy ra khi mọi người để vào trong túi sách hay là để vào trong gì đấy. Ô, trời ơi, cái tập này mình như kiểu được thần son độ hay sao ấy. Màu này đúng chuẩn là một màu nâu đất luôn nha mọi người. Nâu đất có bay màu hơi cam, nhưng mà rất là nhiều sắc nâu luôn.
Ui đẹp quá, và mình mong là cái chất son này là như lên môi thì nó sẽ không bị kiểu lợn cợn bột ý. Thường là những cái màu nâu đất này nó hay bị thế lắm mọi người ạ. Mình mong là cái màu này thì nó không bị như thế. Ui nhưng mà màu đẹp nha mọi người. Ui đẹp quá. Trời ơi. Vừa review cho mọi người cái hãng Champagne thì mình cũng có một cái dòng son nữa của hãng Champagne. Hãng này mình thấy thiết kế của họ khá là dễ thương, nó thiên về những cái kiểu hoa quả trái cây bánh kẹo ấy. Lần này thì mình mua cái màu là màu vị nho. À mình nhớ cái này cái gì rồi? Cái son bóng đúng không? Cái son bóng mọi người ạ. Đẹp chưa? Mọi người thấy đẹp không? Ui, mọi người nhìn buổi tối mà đã thấy nó kiểu lóng lánh như này nhá. Không biết là quay là nắng còn nó còn đẹp như thế nào nữa. Cái này thì nó có màu tím mọi người ạ. Nhưng mà mình nghĩ đánh ra tay thì nó sẽ có màu trắng thôi. Giống cái son bóng không màu của Roman ý. Đấy đúng thật. Đánh ra tay thì nó là một màu trắng mọi người ạ. Mình nghĩ là những cái son bóng này mọi người có thể dùng mix với những cái thỏi son lì khác nếu như mọi người muốn thay đổi ý. Độ bóng ok nha, khá ok nha. Quan trọng là cái thiết kế của nó quá là đẹp luôn ý mọi người ạ. Đó đúng thật, bây giờ kiểu mấy cái son nội trung ấy họ làm thiết kế kiểu đa dạng dã man luôn. Mà đẹp ơi là đẹp ý. Mà mình nhớ giá thành của cái son này nó cũng không quá đắt đâu. Tiếp theo chúng mình sẽ có một cái thỏi son. Ở ngoài vỏ hộp thì nó in những cái kiểu phi hình dai mọi người. Và mọi người nhìn này, đấy nó kiểu bling bling, xinh vãi. Nhưng mà cái hãng này thì mình không thấy tên tiếng Anh mọi người ạ, toàn là tiếng Trung không thôi. Ơ, thì đọc tên kiểu gì bây giờ? Thì mình thử lên cái shop xem là người ta để tên là gì. À, cái shop này thì họ để tên là G-Sun nha mọi người. G-Sun, xinh nha. Đây đúng kiểu mình thích luôn này mọi người. Nó kiểu độc độc lạ lạ ấy. In mấy cái hình phi hình da này, mấy cái đĩa bay này, mấy cái hành tinh này. Màu này mới đích thị là giống cái màu của Lily Violet màu 08 này mọi người ơi. Giống hết luôn. Nó có hơi một xíu ánh tím ấy. Nhưng mà màu này xinh nha. Kiểu nâu đất, hơi có một xíu ánh tím. Chúng mình bây giờ thì sẽ còn hai thỏi son nữa là sẽ kết được video rồi mọi người ạ. Cái thỏi son này thì mình có tên là She Tell Love. Đây. Ở ngoài thì nó cũng dễ thương như này thôi, mình không biết nó in hình gì đây này. À, hình một que kem. Hình que kem với mọi người, que kem cũng là son bóng nữa luôn. Trời ơi, sao mình cứ phải khen mãi vậy. Nhưng mà màu son quá là xinh luôn ý mọi người. Đây là một cái tông đỏ đất. Tông đỏ đất đây, rất là dễ dùng luôn. Thật là đáng tiền quá mọi người ạ. Mình mua rất là đấy, chưa fail một cây nào luôn. Có những cái cây mình nghĩ là nó sẽ bị xến ở ngoài nhưng mà nó lại khá là ok. Nói chung đây là một màu son xinh cho mọi người. Thiết kế cũng đẹp nữa. Thiết kế hình que kem này, nó cầm cũng khá ok. Mình nhìn ở trên hình thì mình cứ sợ về là trông nó nhựa nhựa cơ. Nhưng mà ngoài thì trông được đấy. Yay, chúng mình đã đến với thỏi son cuối cùng rồi mọi người ơi. Thỏi son này, hãng này thì có tên là My Pool. Đây. À, son này nó mở tận hai lớp của mọi người ạ. Cái lớp kia xong đến lớp này nữa. Đây là son thỏi mọi người ạ. Mình nhìn bé bé này mình cứ tưởng là son kem cơ. Một son thỏi nha mọi người. Trông nó cũng khá là dễ thương. Lại xinh nữa mọi người ơi. Chất son này là chất son Blutin nha mọi người. Nó là một cái màu nó kiểu cam, hồng, có đất nữa. Nhưng mà tông đất nó sẽ nhiều hơn. Ôi, đẹp nha. Trời ơi. Nói chung là suốt giờ mọi người chưa thấy một cái son nào fail luôn ý. Nói chung là cái ho son mỹ phẩm nội trung này thì mình cảm thấy rất là ưng ý. Bởi vì mua nó không bị fail lắm, mình rất là vui, nó kiểu rất là đáng đồng tiền luôn ý. Ok mọi người ơi, vừa rồi mình đã cùng mọi người unboxing những cái mỹ phẩm nội trung gần đây mình mới mua. Và mình rất là vui vì đợt này mình mua thì không có cái nào bị fail cái. Và mình sẽ cố gắng lên video review sớm nhất cho mọi người nha. Mình cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video này. Hẹn gặp lại mọi người video lần sau. Bye bye. She's a Mona Lisa. Everyone's